Hello, tất cả mọi người nhé. Hôm nay tớ lại chơi thám trò trò này trước này. Rồi chúng ta sẽ vào đây. Những cái này đây, những cái xuất hiện ở đây này. Chúng ta sẽ lấy cái súng này. Đây này. Chúng ta sẽ mở cái cửa này ra. Chúng ta sẽ vào đây. I wasn't prepared for you to show up here. And the thing you are holding in your hand is not safe. Quickly give it to me. It's so nostalgic to see it, and all those disgusting things. Find bullets for me before they overwhelm this place. Chúng ta đã bán xong rồi. Chúng ta sẽ lên đây mở hết cái này ra. Với con bán chúng ta sẽ rút hết nó vào lên đây à? Chúng ta lại sang trò chơi tiếp theo. Batman 4 nè. Thank you.
toàn sang em dân kêu là con tớm. Rồi chúng ta sẽ gặp con tớm cho này. Journey was worth, and the elevator a little more usable. Then the quay in there, I wanted to let you know how much I respect the things you are doing to get your child back. Putting your life on the line and fighting forces far more powerful than you like that is just admirable. As a token of my respect, please accept this blue key card. While not much, it is what we consider a symbol of trust. I am proud to announce that you are officially a citizen of the kingdom. Feel free to stay as much as you like, even after you get your child back. The kingdom can now proudly announce that it has reached a population of 5. I say 5 because a friend of yours showed up while you were away. He was in a damaged state, so I told him to stay in the infirmary. He asked for you, so perhaps you could speak with him when you have time. Nó chuyện xong rồi, chúng ta sẽ lấy cái thẻ ra. Ta sẽ đi xuống. Chúng ta sẽ đi vào phòng này, chúng ta sẽ ra con đỏ này. When the queen mentioned having many visitors in one day, I knew it had to be you. Listen, whatever happened to me, whatever I tried doing to you, just know it wasn't actually me. I was forced to obey without much thought. Too bad. I tried communicating with you from afar for a reason. Now chúng ta chạy luôn mấy cái này. Cầu màu xanh như lại vượt.
Rồi, cầm màu hồng chúng ta sẽ xem nào. Rồi, vẫn là cầm màu hồng. Rồi, chúng ta đã đích con đỏ sau cái nó đuổi này. Rồi, chúng ta đợi đợi con đỏ nó đến. Nó sẽ đánh nhau với con sạch. You can run away, but the smell of your pancreas will always draw me to you. À, chúng ta đi lên trên này xem nó, hai con nó chiến nhau. Đây, hai con nó đánh nhau. Con đỏ đã bị con xanh nó đấm cho bẹp xí rồi. Gà kia nó chạy lên đây. Sẽ để con nó bên đây. Con bạch tuộc ra sẽ chiến đấu. Stop it, you two. Đấm con xanh. Con đỏ, con bạch tuộc đã bị con xanh nó đánh rồi. Hai con này nó sẽ đâm đầu này. Chúng ta sẽ mặc cửa cho con gà này nó vào cửa. Rồi, chúng ta vào đây là chúng ta thắng xong là chúng ta đã thắng rồi. Chúng ta sẽ sang trò chơi thứ tư. Chúng ta sẽ đi vào đây, chúng ta sẽ bật lửa này. Chúng ta bật 6 cái này lửa lên. Con này nó đang vào đây. Và nó bắt chúng ta. Rồi, con bên này nữa. Rồi, nó sẽ đuổi nữa. Chúng ta sẽ cho nó đuổi. Quên, chúng ta sẽ nhặt cái đỏ để nó đuổi ra đây, chúng ta mới nhặt. Chúng ta nhặt nhai không là nó bắt ấy. Cái đâu rồi? Chúng ta sẽ đâu rồi? Chúng ta sẽ mở cái này ra. Thôi nó đấy là chúng ta chuột nó đấy thôi. Đây. Con vật. Nó phải rốt này. Cái cửa này nó là đéo cho khóa mà nó đéo cho mở nhỉ. Anh lấy được cái khóa mà nó mở ra. Rồi chúng ta đập lên ra. Chúng ta sẽ cho nó ra. Rồi nó cho khóa mà nó không cho chúng ta mở cái này ra.
chúng ta sẽ sang trò chơi tiếp theo. Poppy 1. Nên con kia nó đã bị chết rồi. Chúng ta sẽ xem Poppy 2. Phần này các thắng là gì? Đây này, Poppy 2 này, mày xem này. Nó vàng. Màu xanh. Màu đỏ. Sẽ sang Poppy 3. Rồi chúng ta sẽ đi xuống đây. Con tàu này nó đang bị cháy rồi. Chúng ta đây quyết định nha, chúng ta không đi được nữa. Không đi tàu nữa, chúng ta sẽ đi vào đây. Con kia nó sẽ
này. Chúng ta vào đây nó không bắt được đấy nha. Rồi, thôi chúng ta sẽ sang trò chơi cuối cùng. Trò chơi thứ 8. Xanh chúng ta sẽ xin cho bạn xem chúng ta sẽ vào đây you're late to class rồi chúng ta đã sẽ gặp cái con này day, but be late again and I'll repeat a pieces you're new and unpopular student so you will have to sit with the unpopular table in the middle now sit so we can begin. Chúng tôi đã chơi xong rồi. Chúng tôi kết thúc video này nhá. Mọi người nhớ đăng ký và ủng hộ anh em chúng tôi nhá. Hẹn mọi người video tiếp theo này.